Xin chào quý vị và bà con nông dân. Trong hai ngày tới, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu lệch đông, nên thời tiết nói chung không biến đổi quá nhiều. Trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi có sương mù với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức từ 16 đến 19 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi như là Cao Bằng, Lạng Sơn thì thấp hơn 15 độ. Sau đó vào ban ngày, trời có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 25 đến 28 độ. Với các tỉnh miền Trung, không khí lạnh và nhiễu động gió đông dần suy yếu nên mưa tại khu vực này cũng sẽ có xu hướng giảm nhanh ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Còn khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận thì vẫn duy trì mưa rải rác, tuy nhiên cường độ mưa đã giảm hẳn so với những ngày trước. Thưa bà con, Hà Tĩnh vừa qua đã hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, làm cho nhiều khu vực chăn nuôi chuồng trại bị ngập lụt, khiến môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, các loại mầm bệnh lưu lại trong môi trường. Theo thống kê, thì đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 30 hộ thuộc 6 xã, buộc phải tiêu hủy 100 con lợn. Ngoài ra, thì cũng đã xuất hiện dịch lở mồm long móng. Nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động chăn nuôi dịp cuối năm, các địa phương đang tập trung rà soát tổng đàn và tiến hành tiêm phòng bổ sung các loại vaccine trên đàn gia súc gia cầm. Các địa phương cũng cần tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ, tác hại cũng như là các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để chủ động phòng bệnh. Quay trở lại với thời tiết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay mưa giảm nhanh, nhiệt độ ban trưa tại khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ, tại khu vực Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Đáng lưu ý, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 27 đến 29 tháng 11, tức là từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 10 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 4 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Khả năng gây ngập ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ ảnh hưởng tới việc đi lại. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.